Rất vui được gặp lại các bạn khán giả của Bí Quyết Thành Công. Các bạn thân mến, để xây dựng được một đế chế thành công, chắc chắn cần đến chất xám và sự cống hiến. Bạn càng nỗ lực và cố gắng bao nhiêu thì tương lai sẽ đền đáp bạn xứng đáng bấy nhiêu. Muốn thành công, đương nhiên phải có tài. Tuy nhiên, không nhất thiết bạn phải có bằng đại học thì mới có thể làm được những chuyện lớn lao. Có rất nhiều người đã trở nên nổi tiếng và thành đạt. Thế nhưng, điểm chung giữa họ chính là quá trình ngồi trên ghế nhà trường đều dang dở. Và các tỷ phú nổi tiếng sẽ cho bạn những lời khuyên tuyệt vời về việc dám đi theo con đường thành công của riêng mình. Từ đó, bạn cũng sẽ thấy được những điều cần thiết để trở thành một tỷ phú đấy. Vậy rốt cuộc, họ là những ai? Và bí quyết của những con người bỏ dở việc học nhưng vẫn thành công là gì? Chúng ta có nên chọn con đường giống như họ hay không? Nếu như bạn cũng đang tò mò về những câu hỏi trên, vậy thì đừng bỏ lỡ video ngày hôm nay nhé! Một, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey là nữ tỷ phú da màu đầu tiên ở Mỹ, được ca tụng là nữ hoàng truyền thông của xứ cờ hoa, nhưng con đường đến thành công của bà không hề dễ dàng. Nữ hoàng của các cuộc nói chuyện, bà trùm của giới truyền thông và là con người của nhân đạo. Đó là những cái tên mà mọi người luôn nhớ đến khi nói về Oprah Winfrey. Người phụ nữ này không chỉ tượng trưng cho quyền lực của nữ giới ngành giải trí Mỹ, mà còn là biểu tượng của sự vươn lên không ngừng nghỉ và nỗ lực phi thường. Có thể nói, Oprah Winfrey đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận và làm tấm gương với tất cả những ai từng một lần xem chương trình hay đọc qua về cuộc đời bà. Giá trị tài sản ròng của bà bây giờ là 2,9 tỷ đô la và trường học mà bà trùm giới truyền thông đã từng bỏ dở là Đại học bang Tennessee. Oprah Winfrey đã từng được học bổng của Đại học bang Tennessee nhưng đã bỏ học ở tuổi 19 để bắt đầu sự nghiệp truyền thông của mình. Được cha và các giáo viên trong trường ủng hộ, bà quyết định bỏ học để trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên và là người trẻ nhất dẫn chương trình tin tức của đài truyền hình WTVS-TV của Nashville. Bà từng nói chuyện với các sinh viên tốt nghiệp tại trường kinh doanh Stanford rằng biết những gì bạn không muốn làm là cách tốt nhất, bởi vì hiểu rõ những gì bạn không muốn làm sẽ dẫn bạn tìm ra điều bạn thực sự mong muốn. 2. Steve Jobs. Steve Jobs, doanh nhân, người sáng lập và dẫn dắt Apple trở thành công ty công nghệ hàng đầu thế giới. Dù chưa tốt nghiệp đại học, nhưng Steve Jobs đã phát minh ra những sản phẩm công nghệ hàng đầu. Tại thời điểm ông qua đời, khối tài sản ròng của ông đã chạm mốc 10,2 tỷ đô la. Steve Jobs đã theo học một kỳ tại Đại học Rye và bỏ học để có thể tham gia các lớp học thú vị hơn và Apple được thành lập vào năm 1977. Jobs đã đưa ra lời khuyên cho các doanh nhân tại hội nghị D5. Nếu bạn thực sự nhìn vào những người từng từ bỏ, bạn biết đấy, trở nên thành công trong mắt xã hội và những người không thành công thường là những người đã thành công yêu thích những gì họ làm. Vì vậy, họ có thể kiên trì khi nó thực sự khó khăn. 3. Mark Zuckerberg. Phần lớn tài sản và danh tiếng của Zuckerberg có được là nhờ Facebook, mạng xã hội anh là người đồng sáng lập. Đợt IPO 16 tỷ USD năm 2012 đã giúp Zuckerberg củng cố được quyền kiểm soát tại đây. Anh từng được tạp chí Times bình chọn là nhân vật của năm và hiện có mặt trong top 20 người giàu nhất thế giới của Forbes. Hiện nay, giá trị tài sản ròng của ông chủ Facebook là 61,9 tỷ đô la. Mark Zuckerberg rời Harvard vào năm 2004 để tập trung vào Facebook, nhưng điều thú vị là anh ấy chưa bao giờ bắt tay vào việc xây dựng một công ty. Trong một cuộc phỏng vấn với chủ tịch Y Combinator, Sam Altman, anh đã đưa ra cái nhìn sâu sắc này. Mọi người thường quyết định rằng họ muốn thành lập công ty trước khi họ quyết định những gì họ muốn làm và điều đó thực sự trái ngược với tôi. Nhiều người cũng cho rằng Zuckerberg chịu ảnh hưởng từ huyền thoại Apple, Steve Jobs rất nhiều. Anh luôn ca ngợi Jobs là một người bạn và là hình mẫu lý tưởng cho mình. Sự giống nhau của họ không chỉ dừng lại ở việc không sợ thất bại khi theo đuổi giấc mơ lớn, mà còn ở niềm đam mê bất chấp khó khăn và chỉ trích. 4. Ralph Lauren. Ralph Lauren được biết đến là một nhà thiết kế uy tín, nhiều kinh nghiệm trong làng thời trang. Đồng thời, là người sáng lập Ralph Lauren Corporation với thương hiệu thời trang nổi tiếng Polo. Theo số liệu của Forbes tính đến tháng 11 năm 2014, tài sản ròng của ông là 8,2 tỷ USD, xếp thứ 53 thế giới. Ralph Lauren còn được Business Insider xướng tên trong số 14 tỷ phú thế giới, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Ước mơ lúc nhỏ của Ralph Lauren là trở thành triệu phú, nhưng những gì đạt được ở thời điểm hiện tại, tài sản ròng hơn 5,3 tỷ USD, có một bộ sưu tập xe hơi cổ và sở hữu một quỹ từ thiện hỗ trợ bệnh nhân ung thư, đã cho thấy quyết tâm làm giàu và phát triển sự nghiệp không ngừng nghỉ của người đàn ông này. Ralph Lauren được xếp vào danh sách những tỷ phú không bằng đại học của thế giới, bên cạnh những doanh nhân đình đám như Jack Ma của Alibaba, Jen Kum, CEO của WhatsApp hay là Howard Chow của Starbucks. Ralph từng học kinh doanh 2 năm tại trường Đại học Baruch, nhưng sau đó bỏ dở giữa trường và gia nhập quân đội từ năm 1962-1964.
Sau khi xuất ngũ, chàng làm nhân viên bán găng tay và thư ký cho hãng Brooks Brothers một thời gian ngắn trước khi trở thành nhân viên bán hàng cho công ty cà vạt Rivet. Mặc dù chưa bao giờ học trường thời trang, nhưng ông đã thành lập một trong những công ty thời trang lớn nhất vào năm 1967. Khi được hỏi về các mối quan hệ công việc của mình trong một cuộc phỏng vấn năm 2002 với Oprah Winfrey, ông trả lời: "Tôi cố gắng tìm những người có hứng thú và tin tưởng vào những gì tôi làm, và những người tôi có thể tôn trọng vì họ làm được những gì tôi không làm." 5. Michael Dell. Michael Dell là người có công cho việc giúp khởi động cuộc cách mạng máy tính cá nhân vào những năm 1980 với việc thành lập tập đoàn máy tính Dell, hiện nay là Dell Inc. Bắt đầu từ ký túc xá của trường đại học Texas, và ông nhanh chóng thành lập một công ty máy tính. Đến năm 1992, chỉ 8 năm sau khi Dell được thành lập, Michael Dell là giám đốc điều hành trẻ nhất trong danh sách 500 công ty lớn nhất nước Mỹ do tạp chí Fortune bình chọn. Giá trị tài sản ròng hiện nay của ông là khoảng 20,7 tỷ đô la. Dù chỉ thực sự thấy hứng thú với máy tính, năm 1983, ông vẫn đăng ký vào ngành dược tại Đại học Texas. Ngoài thời gian học, lúc rảnh rỗi, Dell thường nâng cấp máy tính và bán chúng từ căn phòng tập thể, kiếm ngay 180.000 USD trong tháng đầu. Ở tuổi 19, sau khi thuyết phục bố mẹ cho phép bỏ học để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh, Dell ra mắt công ty năm 1984 với tên là PC Limited, nhanh chóng trở thành một trong những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất tại Mỹ, với doanh thu trên 6 triệu USD trong năm đầu. Năm 1987, ông đổi tên thành Dell, doanh thu tiếp tục tăng chóng mặt và lên sàn một năm sau đó với giá trị huy động đạt 30 triệu USD. Năm 1996, Dell bắt đầu cho bán máy tính trên web và cho ra mắt máy chủ đầu tiên, thu về 1 triệu USD doanh số chỉ trong vòng một ngày thông qua trang web Dell.com. Quý đầu của năm 2001, Dell chiếm 12,8% thị phần, vượt Compaq để trở thành thương hiệu PC lớn nhất thế giới. Dell đã đưa ra lời khuyên nghề nghiệp này khi nói với các bạn sinh viên MIT: "Đừng làm điều gì đó vì ai đó bảo bạn phải làm, hãy tìm điều gì đó bạn thực sự yêu thích." Những tỷ phú bỏ học đều có một điểm chung là khoảng thời gian tự rèn luyện khổ cực, những người làm việc không ngừng nghỉ và quan trọng nhất chính là một kế hoạch hoàn hảo, chỉ thông minh hơn người. Bên cạnh đó còn là những mối quan hệ không phải ai cũng có được. Tất cả những yếu tố nhỏ trên đã giúp họ đạt được thành công như ngày hôm nay. Họ bỏ trường đại học chứ không bỏ học. Việc bỏ trường lớp chỉ là bởi họ cảm thấy môi trường đó không còn phù hợp với bản thân và quyết định tự học, tự tích lũy kiến thức từ thực tế mà thôi. Lời khuyên đến từ 5 vị tỷ phú dám can đảm từ bỏ việc học để tìm kiếm sự thành công đã được hé lộ với các bạn rồi. Nhưng đó chưa phải tất cả đâu các bạn ạ. Vậy còn những lời khuyên đắt giá nào từ những con người đầy bản lĩnh trên? Chúng ta có thể học hỏi được những gì để áp dụng vào cuộc sống của chính mình? Các bạn hãy cùng Bí quyết thành công tìm hiểu tiếp ngay sau đây nhé. 6. Jack Dorsey. Cùng với Steve Jobs và Elon Musk, Jack Dorsey là một trong những doanh nhân công nghệ có sức ảnh hưởng nhất trên thế giới. Ông là nhà đồng sáng lập và CEO của Twitter. Giá trị tài sản ròng của ông là khoảng 1,66 tỷ đô la. Lập trình viên tự học này là người đồng sáng lập nên đế chế của Twitter và Square. Jack Dorsey từng theo học tại Đại học Công nghệ Missouri, sau đó chuyển sang Đại học New York. Ông đã bỏ học tại Đại học New York năm 1999. Một điều khá quen thuộc với những nhà sáng lập công nghệ như Bill Gates hay Mark Zuckerberg, cuối cùng, anh đã tìm thấy vị trí thích hợp của mình trong thế giới công nghệ. Ông từng đưa ra lời khuyên cho các doanh nhân trẻ trong một cuộc phỏng vấn của Bloomberg: "Nếu bạn có một ý tưởng, hãy lấy nó ra khỏi đầu và bắt tay vào thực hiện." 7. Bill Gates. Bill Gates là một tỷ phú người Mỹ, là người sáng lập ra tập đoàn Microsoft, hãng phần mềm lớn nhất thế giới. Bill Gates cũng là người sáng lập ra quỹ Bill and Melinda Gates Foundation, tổ chức từ thiện lớn nhất thế giới, cũng như là lớn nhất trong lịch sử. Giá trị tài sản ròng của ông hiện tại là 87,3 tỷ đô la. Vào năm 1973, thì Bill Gates đã hoàn thành việc học và bắt đầu vào học tại trường Harvard. Đây là một trong những ngôi trường danh giá nhất hiện nay. Tại Harvard thì Bill Gates đã phát triển một số phiên bản ngôn ngữ lập trình Basic ở trên chiếc máy tính đầu tiên là MIT's Altair. Nhưng thời gian mà Bill Gates gắn bó với Đại học Harvard cũng không quá dài. Chính vì niềm đam mê với máy tính mà Bill Gates đã bỏ học và hợp tác với Bow Island để thành lập ra Microsoft. Chính vì việc nhận thức được tầm quan trọng của máy tính đối với mỗi người, cho nên Bill Gates đã quyết định viết lên phần mềm máy tính. Và chỉ sau một thời gian ngắn mà Microsoft đã vô cùng thành công. Và tất nhiên là Bill Gates cũng đã bắt đầu trở thành doanh nhân nổi tiếng trên toàn cầu. Ông rời Đại học Harvard vào năm 1975 để đồng sáng lập ra Microsoft. Nhưng trong khi bỏ qua những trải nghiệm thời đại học của mình, ông không nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Trong bài phát biểu khai giảng tại Đại học Stanford năm 2014, ông khuyến khích sinh viên nên tích cực học tập và kiên trì trong sự nghiệp mới của họ bằng lời khuyên này: "Lạc quan thường bị coi là hy vọng hão huyền, nhưng cũng có sự vô vọng hão huyền." 8. Paul Allen. Không chỉ đóng vai trò quan trọng trong quá trình thành lập công ty Microsoft cùng Bill Gates,
Paul Allen còn là một tỷ phú thường xuyên làm từ thiện. Khối tài sản ròng của ông hiện có giá trị là 20 tỷ đô la. Paul Allen đã bỏ học tại Đại học bang Washington vào năm 1974 sau 2 năm để trở thành một lập trình viên máy tính. Một năm sau, ông thành lập Microsoft cùng với Bill Gates. Allen và Gates từng cân nhắc nhiều tên gọi cho công ty, trong đó có cả cái tên Allen and Gates. Tuy nhiên, cuối cùng Allen là người quyết định đặt tên cho công ty là Microsoft, sau này đổi tên là Microsoft. Trong cuốn sách năm 2011, Idea Man, Allen chia sẻ cách anh sử dụng thất bại như một cách để trưởng thành. Theo kinh nghiệm của tôi, mỗi thất bại đều chứa đựng những hạt giống cho thành công tiếp theo của bạn, nếu bạn sẵn sàng học hỏi từ nó. 9. Larry Ellison. Tỷ phú Larry Ellison, nhà đồng sáng lập và kiêm cựu chủ tịch của tập đoàn công nghệ quốc tế Oracle, chính là một trong những cái tên thú vị nhất trong giới công nghệ bởi chính cuộc đời và tính cách của ông. Giá trị tài sản ròng của ông đang ở mức 54,7 tỷ đô la. Larry Ellison đã bỏ học đại học hai lần, tại Đại học Illinois và Đại học Chicago, lớn lên trong nghèo khó và bị cha nuôi nhiều lần nói rằng chẳng ra gì. Nhưng Ellison cuối cùng cũng có thể cười. Ông thành lập công ty phần mềm dữ liệu Oracle và trở thành người giàu thứ 7 trên thế giới. Trong một cuộc phỏng vấn nói về cuộc sống và sự thành công, ông nói: "Tôi nghĩ thành công trong học tập là một lợi thế, nhưng nó không có nghĩa bạn chắc chắn sẽ thành công ngoài cuộc sống." 10. Travis Kalanick. Tỷ phú Travis Kalanick từng là CEO của Uber. Ông hiện sở hữu tổng tài sản ròng là 6,3 tỷ USD theo Forbes. Cựu CEO của Uber khá kín tiếng về đời sống cá nhân, nhưng ông chi phần lớn tài sản của mình vào bất động sản và du lịch. Lãnh đạo lâu năm của Uber Technologies đã đăng ký vào Đại học California, Los Angeles, UCLA, nhưng đã bỏ học vào năm 1998 để làm việc cho một công ty công cụ tìm kiếm ngang hàng có tên là Scout. Sau đó, anh thành lập một công ty phần mềm mạng và trở thành giám đốc điều hành của Uber Corp vào năm 2010. Tuy nhiên, một cáo buộc liên quan tới môi trường làm việc và đạo đức nghề nghiệp cuối cùng khiến Kalanick phải từ bỏ chức CEO vào năm 2017. Khi Kalanick nhận giải thưởng thành tựu doanh nhân của quỹ đầu tư mạo hiểm UCLA, anh đã đưa ra lời khuyên về thời điểm nên từ bỏ trên một con đường cụ thể. Khi bạn đang nói, tôi sẽ mất đi sự tỉnh táo thực sự, đó là lúc bạn phải tiếp tục. Bên cạnh đó, bạn còn có thể học hỏi được những bí mật thành công của các tỷ phú trên thế giới thông qua một chiếc USB sách nói nhỏ gọn đấy. Trong chiếc USB này có chứa tận hơn 80 cuốn sách hay nhất do New York Times bình chọn về kinh doanh, làm giàu và các bài học cuộc sống. Bạn sẽ không phải tiếc nuối khi sở hữu người bạn đặc biệt này đâu. Hãy click vào link ở phần mô tả bên dưới để biết thêm chi tiết và để có thêm một người đồng hành cùng bạn trên hành trình làm giàu nhé. Chúng ta có rất nhiều tấm gương để minh chứng cho việc không học đại học hoàn toàn có thể thành công vang dội, nhưng họ là số ít và không chắc bạn là một trong số đó. Nhiều người bỏ học và thành công, nhưng những người bỏ học và gặp trắc trở, thất bại thì còn đông hơn vậy rất nhiều. Vậy nên, bạn cũng nên cân nhắc kỹ càng giữa việc bỏ học để lập nghiệp hay học xong rồi mới tạo dựng sự nghiệp đấy. Hãy suy nghĩ cẩn thận và đưa ra những lựa chọn sáng suốt nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại 10 tỷ phú dám dấn thân và liều lĩnh khi còn trẻ. 1. Oprah Winfrey. 2. Steve Jobs. 3. Mark Zuckerberg. 4. Ralph Lauren. 5. Michael Dell. 6. Jack Dorsey. 7. Bill Gates. 8. Paul Allen. 9. Larry Ellison. 10. Travis Kalanick. Có bí quyết ắt sẽ thành công.